Cá trạch suối, vượn má trắng và trà vá chân xám là ba loài nguy cấp và cực kỳ nguy cấp sẽ được nghiên cứu điều tra về quần thể, phân bố loài hay đặc điểm sinh học sinh thái trong vòng 12 tháng tới đây. Đây là ba dự án sẽ được thực hiện tại ba vườn quốc gia Bạch Mã, Vũ Quang và vườn quốc gia Sông Thanh do Quỹ Bảo tồn Loài thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ. Mục đích của quỹ là hỗ trợ các tổ chức địa phương tại Việt Nam cải thiện công tác bảo tồn động vật hoang dã khi các nguồn lực sẵn có còn hạn chế. Chúng tôi kêu gọi một số tổ chức Việt Nam có kiến thức và kỹ năng chuyên môn đóng góp vào việc bảo tồn động vật hoang dã, chung tay cùng chúng tôi mang lại những kết quả tốt hơn. Trong thực tế, tại các khu rừng của Việt Nam, tình trạng săn bắt bẫy động vật hoang dã vẫn còn. Một số loài nguy cấp trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới có mặt ở Việt Nam hiện bị suy giảm, thậm chí vĩnh viễn biến mất. Hai loài mang lớn và sao la nằm trong danh sách loài ưu tiên mới được phát hiện, nhưng hiện rất khó để tìm thấy. Hổ, vọc và chồn cầy là những loài trong danh sách được pháp luật Việt Nam bảo vệ, cũng vẫn đang bị bẫy, bắt, buôn bán và tiêu thụ trái phép. Rồi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có văn bản chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là lực lượng kiểm lâm là nòng cốt, phối hợp với cơ quan chức năng để rà soát, kiểm tra, giám sát, cũng như là truy quét các cái tụ điểm mà tụ tập cũng như là buôn bán hay là những cái tụ điểm buôn bán các cái loài hoang dã, hướng dẫn các cái tổ chức kinh doanh sinh vật cảnh cũng như là các cái nhà hàng ăn uống thì ký cam kết là không tiêu thụ những cái sản phẩm mà không có nguồn gốc xuất xứ, không hợp pháp. Với chủ đề chung tay để bảo vệ động thực vật hoang dã, ngày 3 tháng 3 với nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo tồn động vật hoang dã trong cộng đồng.